Hello cả nhà nha, thì hôm nay mình có ghé quán súp cua cô bông. Thì quán này có từ lâu chưa cô? 20 mấy năm. Dạ, cô bán 20 mấy 30 năm là ở đây luôn. Là 166 Phó Cơ Điều ha mọi người, phường 6 quận 11. Thì đó, như mọi người nhìn thấy này, cái không gian buổi tối tầm này là đông nhất chưa hay là khi nào mới đông cô? Là bắt đầu từ giờ tới 8-9 giờ là đông nha mọi người. Đây không cần nói nhiều, mọi người coi qua hình ảnh để mà biết nha. Đó, cái nồi súp rất là đặc biệt luôn, nhìn là đã thấy bắt mắt rồi nha mọi người. Của cô có cái món đặc biệt đó là súp ốc heo nữa nha mọi người. Ngoài súp cua thì còn có súp ốc heo nè. Ở đây cô bán mấy mức giá như thế nào? Cô nói sơ dùm con xíu nè. À, một tô 25. Dạ. Có ốc heo 45. À. Có bắp thảo thì 35. Dạ. Một hộp thì có bắp thảo 40. Dạ. Đặc biệt 50-60. Dạ. Có ốc có thủy với là 5-60 là lớn nhất. Đặc biệt là tô đặc biệt. Vừa có ốc nè, vừa có tủy nè, và vừa có súp cua nè ha. Rồi có cái bắp thảo nữa, rồi có cái tuyết không? Có tuyết luôn không? Hoặc là có tất cả luôn á, thì là 5-60 thôi mọi người. Một hồi mình sẽ ăn một tô bình thường là khoảng 30 đi ha. Cô bán ở đây là 20 mấy 30 năm rồi. Cô cho con quay xíu nha mọi người, thích nhìn cái cảnh mình múc á. Cô bông rất là dễ chịu ha, khi mà mình quay thì cô cũng rất là thoải mái. Đây là ốc heo nha mọi người. Không chưa. Cái này ốc hay tủy con? Ốc. Cái này là tủy nè. Đó. Chắc hồi phải ăn một tô đầy đủ cho mọi người coi quá. Một hồi làm con một tô đầy đủ 50 đi ha. Tại vì 60 thì nó cũng hơi nhiều quá. Con mới uống nước rồi, nó bị no bụng quá. Đây là tủy nha mọi người. Cô nấu rất là nóng, xong rồi khi mà múc súp ra rồi cô mới bỏ những cái này thêm vô thì nó đảm bảo cái độ nóng. Chứ không phải là mình để ở ngoài ha. Ở đây khách thường ăn là tô bao nhiêu cô? Cô 25 đó con. Dạ. Yeah. Là có ốc rồi, yeah. Chủ yếu cái đặc biệt của mình là tủy với ốc thì nó sẽ cao hơn ha, thì nó sẽ nhiều súp hơn luôn đúng không? Đây có những cái chén nè, chén lớn nè, cái này là chén vừa ha cô ha. 25 đó con. Dạ, chén vừa đó mọi người. Đó, khách vừa ăn xong thì mua về cho người nhà ăn luôn đó mọi người. Của cô là có bắc thảo này ha, mọi người coi kỹ này ha. Cái tuyết tuyết đó gọi là cái gì cô ha? Ăn tuyết đó con. Thực ra là mình cũng ghé ăn cô rất là nhiều lần rồi, nhưng mà lúc đó thì mình chưa có làm YouTube cho nên mình cũng không có quay. Thì đợt này mình có làm kênh thì mình nhớ lại cái quán này đã ăn nhiều lần và thấy rất là ngon nên muốn giới thiệu mọi người ha. Mình nhắc lại là 166 Phó Cơ Điều ha. Cô có để số điện thoại kìa, không biết là cô có giao hàng không? Cô có giao hàng không cô? Giống như là có book giao người ta ship về nhà không? Có Grab, có Bimin. À, là có Bimin nè, có Grab Food nè, Grab Food đúng không? Grab Food, Bimin, gửi gì nữa? Foodie luôn, là ba cái app đó luôn, là đều có. Là cái gian hàng của cô trên đó cũng tên là súp cua cô bông luôn hả? Đó, mọi người nếu mà có ăn ở trên các cái app mà mang về nhà thì cũng úp cũng lên đó để book cũng được nha mọi người. Cô bán từ mấy giờ? 7 rưỡi đến 12 giờ buổi sáng. Dạ, còn buổi chiều? Từ 12 giờ rưỡi đến 9 giờ tối. Dạ. Sáng là 7 giờ tới 12 giờ, chiều là từ 2 giờ tới 9 giờ tối nha mọi người. Sáng bán trong chợ hả? Dạ, yeah. Chợ nào có ha? À, chợ Thiết. Dạ. Yeah. Đây là cái chợ Thiết á, cái chợ mà bán nhiều vàng á mọi người.
cái đường mà đi qua chỗ cô bóng bảy bóng á, xong rồi vô đây là tới nè. Thì là rồi bây giờ mình sẽ cô múc cho con một tô nha. Rồi ngồi đi. Dạ. Đây luôn nha mọi người, ngồi đây luôn ăn ra review cho mọi người coi hen. Đây mình sẽ cho mọi người coi cái menu của cô. Một tô bình thường có 25 thôi. Một chén tô thì 25, chén thì 20. Ốc thì là 40. 1/2 bộ ốc là 20. Bộ tủy là 40, 1/2 bộ tủy 20, trứng bắc thảo 10. Chả cua 10, cháo quậy 10, chén trứng cút 10, rong biển HQ, rong biển Hàn Quốc đó mọi người, là 22, đó. Mà xíu thì cô sẽ mang cái món ra thì mình sẽ review cho mọi người coi ha. Đây nha mọi người, cái tô của mình đã ra rồi nha mọi người ơi. Đó, có đầy đủ nha. Vừa có ốc vừa có tụy nè. Đó mọi người coi nè. Đó thơm đó, hết trời thơm rồi. Đó chắc bỏ miếng ớt sa tế vô ha mọi người. Bỏ miếng sa tế vô cho nó ngon ha. Đó sau đó là cho một ít nước tương vô cho đậm đậm ha. Ui thơm ngon quá mọi người ơi. Tủy nha, tủy nha. Chân cút nữa nè. Ngon lắm. Thường lắm. Ây da. Bị cái sa tế nó hơi xít cổ xíu. Ngon, quá xuất sắc luôn. Rất là nóng, rất là ngon. Có là chung bác thảo luôn nè. Rất là ngon, rất là sệt luôn nha. Thường ăn súp cua là thường ngại nhất là cái mùi á. Nếu mà cua nó không được tươi là cái nó sẽ có cái mùi. Mà cua này xuất sắc nha. Rất là thơm luôn, không có mùi gì hết. Tô của con bao nhiêu vậy? Tô này bao nhiêu vậy? À là có đầy đủ ha. Dạ, dạ. Tô này là tô full topping đó mọi người. Dạ. Rồi tại con ăn ăn riêng từng thứ nó sẽ khác nha mọi người. Thì nó có cái giá riêng từng thứ nè. Nè cái này là hộp ha. Đó, bán theo hộp súp mà người coi ha. Hộp từng món bắc thảo 35 ở hộp súp chả cua. Đó. Là cái này có hộp mang về thì giá sẽ như vậy ha. Nha, hộp súp ốc tủy heo là 50 nha. Hộp súp đặc biệt là tới 60 ha, đó. Rất là ngon luôn. Mà người có tủy nè. Cái này là ăn theo chất lượng nha mọi người, không phải là ăn theo số lượng nha. Cho nên là cái tô dù nó không có phải là quá bự, nhưng mà mọi người coi nè, nó đậm đà như vậy mà bảo sao không ngon. Quá là xuất sắc luôn. Đó, bắt thả một nửa trái luôn nha. Bắc thảo cũng thơm nữa, thơm vừa ăn luôn, ngọt.
chung cái gì cũng ngon hết trơn. Quán này quán mình nếu mà có đi ngang thì mình sẽ ghé ăn nè. Đối diện đây là cái chợ Thuyết đó mọi người, chợ mà có nhiều tiệm vàng á đó. Cô bán đây 20 năm rồi cho nên là chất lượng uy tín, mọi người thấy không, khách lúc nào cũng ngồi đông này ha. Đó mà đông nhất là tầm 8-9 giờ á, mọi người đi ăn dưới đi ăn đi chơi cái tầm đó đó. Cái này là chả gì đây cô? Chả cua con. Chả cua nha mọi người, mọi người coi nè, cái cục chả cua bự chả bá luôn nha. Dạ. Cái này con ăn review cho nên cô cho ăn đủ món cho nó review cho mọi người coi. Xuất sắc nha mọi người ơi. Chung súp cua cũng nhiều chỗ bán nhưng mà để mà ngon thì cũng khó lắm. Tại vì mọi người đôi khi vì cái đồng lời á nên mọi người bán cái cua nó không được tươi á, ăn nó sẽ rất là khó chịu. Cái quan trọng là cua phải tươi, đồ ăn này phải thơm ngon ha. Cô rất là dễ thương luôn, nói chuyện rất nhiệt tình ha mọi người. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem cái clip nha. Hẹn mọi người ở cái clip tiếp theo của kênh Phố Xá Sài Gòn nha mọi người. Thuận sẽ đi ăn trực tiếp những cái món ăn nào mà nó chất lượng thì mình mới giới thiệu ha, chứ không phải giới thiệu đại khái ha mọi người ha. Cảm ơn cả nhà.